Hello, xin chào các bạn. Mình có một cái thông tin, một cái nghiên cứu hay là một cái tổng kết nói rằng là các cặp vợ chồng ở tại Việt Nam ấy sau 10 năm họ chung sống với nhau thì có tới quá bán. Có nghĩa là khoảng 60% họ không hài lòng với hôn nhân mà mình đang có. Họ không hài lòng cái cuộc sống vợ chồng mà trước đó bằng nhiều cách khác nhau họ đã đến với nhau. Nhưng có một cái nữa đáng đáng phải suy nghĩ, đó là trong cái 60% những người không hài lòng với hôn nhân của mình thì có tới 80% họ ly dị. Họ không tiếp tục sống với nhau. Họ chấm dứt cái hôn nhân đó. Và người thì không xây dựng một cái hôn nhân mới, người thì đi xây dựng một cuộc sống gia đình mới, nhưng những đứa con nó làm gì mà nó phải chịu cái hậu quả, nó phải chịu tất cả những cái có thể nói là cái thị phi do cái cuộc hôn nhân hay một quyết định của bố mẹ nó. Cái điều này khiến cho mình nghĩ đến rằng tại sao lại có một cái tỷ lệ lớn như thế? Rõ ràng là chúng ta chưa sẵn sàng cho hôn nhân. Hay có thể nói rằng đa số những người kết hôn với nhau, họ thực ra chưa hiểu kỹ càng về hôn nhân. Và vì chưa hiểu kỹ càng về cuộc sống hôn nhân, cuộc sống vợ chồng và cuộc sống thực sự của một cái đời sống như vậy nó là thế nào, và họ đã có thể nói rằng khá vô trách nhiệm trong cái cuộc đời, cái cuộc hôn nhân đó của mình, cho nên họ ỷ lại vào việc xem bói, xem tướng, rồi người nọ người kia phán, rồi gán ghép. Các bạn thân mến, một quyết định sai hay một quyết định không không chín chắn, không trưởng thành, không nói đến hôn nhân ấy, thì thực ra mà nói ấy, thì khó người nào có thể nói được là mình đã chín chắn trong hôn nhân, bởi vì ở trong cái lứa tuổi đấy ấy, thì cảm xúc nó dâng trào, đúng không ạ? Nó lấn át hết lý trí và hiếm có người nào có thể nói là tỉnh táo trong hôn nhân. Và thực ra trong hôn nhân ấy, thì không thể tỉnh táo được mà cũng không nên tỉnh táo. Bởi vì tự nhiên nó cho chúng ta đến một cái thời điểm đó, đến một khoảng khắc đó. Nhưng cái quan trọng không phải là cái ngày cưới, cái quan trọng không phải là cái bắt đầu hôn nhân, mà cái quan trọng đó là cuộc sống sau hôn nhân thế nào. Hôn nhân nó là một quyết định quan trọng trong đời sống của một con người ở trên đất này. Và nó không thể nào chỉ có mỗi một cái ý nghĩa về thuộc thể không mà thôi. Nó là một cái mối quan hệ không phải chỉ đơn giản là người nam với người nữ, nhưng nó còn lớn hơn cái mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt, mà người ta gọi là ý nghĩa thuộc thể. Để hiểu cái điều này thật là kỹ đấy, thì có một quyển sách, và điều này chính cái điều này khiến cho mình nhận thấy rằng hôn nhân thậm chí của bản thân mình thôi, chúng ta hai vợ chồng tôi sống cách đây cùng với nhau, năm nay là năm 2023 mà chúng tôi lấy nhau từ năm 1989, có nghĩa là đã ba mươi mấy năm rồi đó, 34 35 năm rồi. Và tôi có thể nói tự hào về cái hôn nhân của mình. Chúng tôi cãi nhau, có lẽ là giận nhau, cãi nhau chỉ có 2 lần trong năm, không 2 lần trong năm mà 2 lần trong cả một cuộc đời đó. Một lần thì chắc chắn, nhưng mà lần thứ hai thì tôi không biết rằng có lần thứ hai không, nhưng mà tôi cứ lấy thêm một cái lần đó, thêm một lần nữa, nó nghĩa là 2 lần để cho nó chính xác hơn, gọi là sai số đó. Tất nhiên trong cái hôn nhân của chúng tôi có những cái sai lầm của mình cũng có chứ,
Khi mà thôi, cái chuyện đấy là chuyện sai lầm, thì là chuyện đấy ai cũng vấp phải, tôi cũng vấp phải và các bạn cũng vấp phải. Nhưng cái quan trọng là tiếp theo như thế nào. Bạn thân mến, khi Thiên Chúa tạo dựng lên chúng ta, và khi Ngài tạo dựng nên chúng ta, mặc dù là chúng ta nhìn thấy Ngài tạo dựng nên chúng ta bằng cái thuộc thể này, vật lý này, mà chúng ta hiểu và chúng ta thấy, chúng ta cảm nhận được. Và bởi vì Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta với tất cả những cái phẩm chất, những cái tố chất mà chúng ta đã biết về mình, thì phải nhận thấy một điều rằng không phải Thiên Chúa tạo lên chúng ta một cách vô tình, mà ngược lại, Ngài tạo lên chúng ta có một ý tưởng, có một mục đích, hay nói một cách khác là có một chương trình. Và hôn nhân nó cũng ở trong cái chương trình đó, bởi vì hôn nhân nó đến theo lẽ tự nhiên. Vậy tất cả những cái gì nó diễn ra theo tự nhiên thì nó nằm trong cái chương trình của Thiên Chúa. Và chúng ta thì có nhiệm vụ phải tìm hiểu xem cái ý nghĩa thuộc linh đó, hay là cái ý nghĩa thiêng liêng đó, nó là thế nào. Chúng ta đang nói về hôn nhân, cho nên tôi sẽ không đi xa, không đi lan man nữa, nhưng tập trung vào cái ý đó, và bạn hãy cố gắng tập trung vào cái keyword ấy, đó là hôn nhân. Và bạn biết không, vì Thiên Chúa đã định cho chúng ta hôn nhân có mục đích, vậy chắc chắn Ngài phải dạy chúng ta về hôn nhân. Và đặc biệt, Quyển Kinh Thánh thì dạy cho chúng ta về hôn nhân. Và tôi tin quyết một điều rằng, khi chúng ta được soi sáng cái điều này, thì hôn nhân của chúng ta sẽ có một cái ý nghĩa. Nó sẽ được soi sáng, và chúng ta sẽ biết rằng là hôn nhân đó là một thứ phước hạnh mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Và các bạn thân mến, khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên người nam và người nữ, thì đã xảy ra những cái điều gì ngay từ thuở ban đầu? Bây giờ chúng ta cùng nhau xem ở trong Kinh Thánh. Tôi xin phép được đọc nhé, và chúng ta cùng nhau gọi là thư giãn và nói về cái vấn đề này, nó rất là cởi mở và khá tự do nhé. Ở trong sách Sáng Thế Ký, đó là sách đầu tiên của Kinh Thánh đó. Chương 2 đó, nói về đến sự tạo dựng lên con người và tạo dựng lên hôn nhân ấy, thì có một số những cái câu như thế này. Đức Giê-hô-va phán rằng: loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Đức Giê-hô-va lấy đất nắn lên các loài thụ đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam, đặng thử xem người đặt tên chúng nó ra làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời, các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn rồi lấp thịt thế vào. Đức Jehovah dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng: người này xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì do nơi người nam mà có. Vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Wow, Thiên Chúa đã kể một cái câu chuyện về lễ hôn nhân của con người, hay là Ngài đã thiết lập một cái cuộc sống hôn nhân hay cuộc sống gia đình. Nó có thể nói là rất chặt chẽ. Và có một số từ ở đây, có một số những cái ý ở đây, và tôi muốn cùng với chúng ta cùng nhau xem. Thứ nhất, đó là mục đích mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên người nữ. Khi chưa có người nữ thì người nam không có một cái gọi là nhận thức được thế nào là người nữ, không biết được thế nào là một người nữ. Và bởi vì ông ấy chỉ có một mình ông ấy duy nhất là một người đàn ông, cho nên ông ấy không biết được là ai là người giúp đỡ mình. Và chính Thiên Chúa tạo dựng nên một người để giúp đỡ ngay từ câu đầu đấy, thì Đức Chúa Trời phán rằng loài người, có nghĩa là người nam đó, ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống nó.
Vậy cái mục đích ấy, mà Thiên Chúa tạo dựng nên một người nữ ấy, là để giúp đỡ người nam. Giúp đỡ người nam. Như vậy cái từ giúp đỡ ở đây nó như thể là được bù đắp. Bù đắp vào chỗ khuyết, bù đắp vào cái mà cần phải giúp đỡ. Hay nói một cách khác, chính sự xuất hiện của người nữ nó khiến cho cuộc sống của người nam nó trọn vẹn hơn. Điều đầu tiên, chúng ta thấy được cái điều đó. Và nữa, ý nghĩa nữa đó là tất cả những cái đó nó được theo ý của Thiên Chúa. Theo ý của Thiên Chúa nhé. Chứ không phải là theo ý của mình. Theo ý của Thiên Chúa. Cho nên hôn nhân ấy là cần có sự xác quyết của Thiên Chúa là điều rất là quan trọng các bạn ạ. Tiếp theo. Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, sau đó lấy một xương sườn rồi làm nên một người nữ. Vậy có một cái gì đó rất rất là thân thiết ở trong cái ý nghĩa thiêng liêng. Tôi đang nói đến ý nghĩa thiêng liêng nhé. Có một cái gì đó rất rất là thân thiết ở trong cái ý nghĩa thiêng liêng về cuộc sống hôn nhân. Người nữ, một cái gì đó nó rất là thân thuộc, đúng không ạ? Có một cái gì đó nó thân thuộc từ phía chúng ta, của mình, từ mình mà ra. Cái điều này ấy, thì có thể nói một cái ví dụ như này. Có rất nhiều người nữ ở ngoài đường, rất nhiều người nữ mình gặp ở trên đời này, nhưng tại sao mình lại dừng lại, mình lại để ý đến cái người nữ mà bây giờ làm vợ của mình? Đó là một cái câu suy nghĩ, đó là một cái ý để mà chúng ta có thể mổ xẻ được. Người ta nói rằng duyên và nợ cũng là một câu giải thích rất hay. Có duyên thì là kết bạn với nhau, với rất nhiều người nữ là bạn học hay là đồng nghiệp hay là người quen, mình nói chuyện, mình thậm chí mình cảm thông rất nhiều ra điều. Nhưng có nợ, và đó chính là cái điều mà mình tìm thấy một cái sự thân quen, thân thuộc khi mình nhìn thấy người nữ đó, và người nữ đó mình quyết định cưới làm vợ. Ở đây có một cái ý nghĩa rất là tuyệt vời là thế này. Nó không phải là sự gắn ghép, không phải là sự gắn ghép, mà đây là một sự nhận biết. Bởi vì khi Thiên Chúa đem người nữ đến với cả ông Adam thì có một cái nhận thức từ phía Adam như thế này. Adam nói rằng người này xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra, người này sẽ được gọi là người nữ vì do nơi người nam mà có. Nói một cách khác, khi mà bạn nhìn thấy một cái người mà thuộc về của mình ấy, thì bạn bỗng có một cái nhận thức. Nó đánh thức từ trong lòng của mình, từ trong tâm trí của mình, từ trong cảm xúc của mình. Rằng mình bỗng nhận thấy nó thân quen, nó hiểu, nó như là thông, nó có một cái gì đấy như là gần gũi và đặc biệt. Tất nhiên, có thể đó là một cái nét đẹp nào đó, nhưng cái đó nó chưa đủ. Chẳng hạn, khi mà bạn nhìn thấy một người nữ, mắt xanh chẳng hạn, bạn thấy wow, đẹp. Nhưng mà bạn có thể rất là thích thú với cái điều đó. Nhưng nó chỉ ở mức độ cảm xúc thôi. Nó chưa đến một cái sự nhận thức nào đó. Đúng không ạ? Hoặc là bạn nhìn thấy một ai đấy có một cái giọng nói hay, hay là bạn nhìn thấy có một nước da trắng mịn, hay là cái mũi hếch, hay là mũi tẹt. Cái đấy, tất cả mọi cái đó là mỗi một người đều thích, đều được gọi là ấn tượng bởi một cái nét nào đó, hay là nụ cười. Nhưng cái đó nó chỉ là một cái khởi đầu. Nếu như chúng ta chỉ dừng lại tại đó đấy, tôi thích người ta ấy, là bởi vì người ta có một cái nét đấy thôi, thì có lẽ chưa đủ để có một cái sự nhận thức thật là sâu sắc hơn. Ở đây nhận thức như là của mình rồi, thuộc về mình, của mình, từ mình mà ra, rồi bây giờ sẽ là thể về mình. Có nghĩa là một cái nhận thức rất là sâu. Và nhận thức này thường thường phải qua một cái thử thách nào đó thì chúng ta mới có thể nhận thức ra được cái điều đấy. Nhưng ở đây muốn nhấn mạnh rằng đó là một sự nhận thức cá nhân, chứ không phải là gắn ghép. Và sau khi có một sự nhận thức đó thì bắt đầu có một cái câu này, là cái câu mà nhiều nhà thần học, nhiều người có lẽ là giảng nó chưa đủ. Câu 24 tiếp theo đấy. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ và dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Ở đây chúng ta nhìn thấy
lời của Chúa. Sau khi ông Adam có một nhận thức về người nữ kia là người của mình rồi, thì có một cái kết hiệp từ nơi Thiên Chúa. Ở đây nói rằng, cho nên, như kiểu là một quy luật nhé. Cho nên sau khi nhận thức đấy, cho nên có nghĩa là nhân quả. Sau khi nhận thức đó thì nó có một cái gọi là quy luật này. Người nam sẽ lìa cha mẹ và dính díu cùng với vợ mình, rồi cả hai sẽ nên một mà thôi. Ở đây có lẽ cần phải mổ xẻ sâu hơn. Lìa cha mẹ thì thôi, tôi không sẽ không động chạm đến cái ý đó. Dính díu cùng với vợ tôi cũng không động chạm đến đó. Nhưng tôi sẽ động chạm là cả hai sẽ nên một thịt. Trong cái tư duy của chúng ta ấy, chúng ta bị ảnh hưởng của một cái nền văn hóa khác. Và cùng với thời gian thì cái chủ nghĩa cá nhân nó hình thành trong, trong nhận thức của chúng ta. Chúng ta nghĩ chúng ta là individual, có nghĩa là chúng ta là một và kết hiệp với một người nữa. Nhưng cái ý nghĩa thuộc linh ấy, cái ý nghĩa thiêng liêng mà Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta, và ở trong chỗ này đấy, bởi vì chúng ta có một ấy, thì chúng ta thấy rằng nó chưa đủ. Nó như là một thân thể, nhưng mà nó bị khuyết cái gì đó. Và đến khi người nữ kia đến, được lắp ráp vào, được thiết lập vào một cái hôn nhân như vậy, thì trong con mắt của Chúa, trong cái công cuộc tạo dựng của Chúa, thì Chúa nói rằng cả hai sẽ lên một. Và như vậy có một cái sự trọn vẹn, sự ghép trọn lại trọn vẹn. Chúng ta nhìn thấy người chồng với người vợ là hai con người khác nhau, nhưng trong con mắt của Chúa không phải là hai con người nữa, mà là một con người. Một con người có nghĩa thế nào? Có nghĩa là đây, tôi là một. Thì bây giờ là một rồi. Là một. Mặc dù cách biệt một chút về không gian, thời gian, địa lý, nhưng là một. Là một, không phải là hai. Ở đây ấy, nó giúp cho chúng ta giải quyết được rất nhiều vấn đề. Bởi vì khi ở trong một cái nhận thức này ấy, thì nó khiến cho chúng ta đạt được một cái điểm cao, một cái điểm mà cao thiêng liêng trong cái ý nghĩa của gia đình. Là một, có nghĩa là tôi đây, là một. Và tại sao lại có xảy ra cái hiện tượng hay cái tình trạng mà ban đầu tôi nhắc đến? Đó là tới 60% sau 10 năm họ thấy rằng họ không hợp với nhau, và đến 80% trong số 60% đó họ ly dị. Thực ra ly dị ấy, Thiên Chúa không có ý định đó từ ban đầu. Kinh Thánh nói như vậy, và chính Chúa Giêsu sau này Chúa cũng nói như vậy, rằng không phải đó là ý tưởng của Thiên Chúa. Hay nói một cách khác, ly dị nó không có ở trong suy nghĩ của Thiên Chúa khi nói đến hôn nhân. Mà ly dị đó là do con người tự nghĩ ra. Con người bởi cái nhận thức méo mó của mình, không đầy đủ của mình, có thể nói là thiếu nhận thức của mình về hôn nhân, cho nên xảy ra cái việc đó. Xảy ra cái việc ly dị. Ly dị có nghĩa thế nào? Cắt bỏ, bỏ nó đi. Khi là một thân thể này thì bạn có rất nhiều chi thể. Tôi lấy ví dụ như vậy. Vậy cái chi thể nào chúng ta cắt? Nó chỉ có hỏng lắm thì người ta mới cắt, chứ còn bình thường không thì chẳng ai cắt cái gì cả, đúng không ạ? Ví dụ như là thậm chí cái ruột thừa ấy, nó là một cái này rất là thú vị nhé, để chúng ta có thể quay trở lại với cái ý nghĩa của sự hôn nhân ấy. Ruột thừa ở trong cơ thể của chúng ta, ai cũng biết rằng ruột thừa. Và nói đến ruột thừa, nó chúng ta cảm thấy rằng nó như kiểu thừa, nó có trong cơ thể, nhưng mà chúng ta cảm thấy rằng nó đau. Nói đến ruột thừa chúng ta chỉ nghĩ đến nó đau thôi, bởi vì chúng ta thấy người ta nói như vậy, thấy người ta nói như thế. Nhưng mà thực tế ra không phải là như thế hoàn toàn. Cái ruột thừa mà Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta, nó rất là quan trọng, chứ không thừa nhưng mà chúng ta nghĩ. Nhưng ruột thừa đấy, nó nằm ở trong một cái đoạn của ruột già, nghĩa là những cái chất thải của con người phân đó, nó ở cái phần ruột già ấy, vậy nó đi qua cái đấy. Nhưng mà ruột thừa nó nằm ở cái vị trí đấy. Và ruột thừa nó nằm một cái đoạn ngắn thôi, khoảng tầm 13 phân này, từ 5 cho đến 13 phân như thế này. Và nó có một cái nắp giữa ruột thừa với cả cái ruột già ấy. Nó có một cái nắp. Và ở trong cái chỗ ruột thừa này,
Nó chứa rất nhiều những vi khuẩn. Vi khuẩn. Và có lợi đấy nhé, vi khuẩn ở trong cái đó. Và khi mà cơ thể bỗng xảy ra một cái ngộ độc thức ăn hay là cái gì đó, nó bao nhiêu vi khuẩn tốt nó chạy hết ra ngoài, theo phân nó chạy hết ra ngoài, thì chính cái ở ruột thừa này nó lại bắt đầu điều hòa, nó lại cung cấp cho một cái lực lượng vi khuẩn nữa, hình thành mới trong chúng ta. Hay nói khác, nó là giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong việc phục hồi lại sức khỏe. Và đặc biệt khi còn nhỏ ấy, thì cái ruột thừa đấy nó còn tác dụng nữa là giúp đỡ cho gọi là kháng thể của chúng ta nữa. Nhưng mà thôi, chúng ta không đi sâu vào đó. Nhưng ở đây chúng ta nói là khi nào thì người ta cắt đi ruột thừa và tại sao thì ruột thừa nó phải bị cắt. Ruột thừa nó bị cắt đó là khi nó mắc bệnh, nó bị viêm thì người ta mới cắt. Nó viêm thì một trong những lý do nó viêm ấy là khiến là chúng ta rất thú vị khi liên quan đến cái mối quan hệ vợ chồng hôn nhân ấy. Ở đây có một cái nghĩa hay như thế này. Cái ruột thừa đấy, nếu như mà cái van này nó bị hỏng thì nó khiến cho ruột già, từ ruột già, chất trong ruột già nó tống vào trong cái ruột thừa đấy. Đó là chỉ những phân thôi, nó khiến cho cái vào. Nó không cho nó chảy ra, không cho ra, và nó cứ chỉ cho vào thôi. Có nghĩa là cái tương tác giữa ruột già và ruột thừa nó chỉ là một chiều. Cho nên cái phân nó đọng lại ở trong cái ruột thừa đấy, nó đóng cứng lại, nó khô, nó cứng lại. Và nó làm chính vì như thế, nó là một trong lý do để khiến cho viêm, và khi đó người ta cắt. Ở trong cái mối quan hệ hôn nhân ấy, thì nó là một sự trao đổi. Khi là một thân thể rồi, nó có nhiều chi thể với nhau, và các chi thể đều có cái sự trao đổi, sự tương tác với nhau. Nhưng cái sự tương tác đó, đó là hai chiều, đó là sự thông suốt. Và nếu như chỉ có một chiều ấy, thì thực ra cái một chiều đấy ấy, nó rất là xấu, nó là tệ trong mối quan hệ vợ chồng. Không có sự thông công, gọi là sự tương tác hai chiều, nó sẽ khiến giống như là cái mối quan hệ giữa ruột già và ruột thừa, nó chỉ lên thừa, và lúc đó nó trở nên có hại, và thậm chí nó có thể gây chết cả cơ thể. Các bạn thân mến, khi nào thì có thể ly hôn? Có lẽ không nên nói đến ly hôn. Mọi cái đều có thể xử lý được nếu như tất cả mọi thứ chúng ta đặt đến giá trị. Ở trong cái sự dạy dỗ này thì chúng ta nhìn thấy rất quan trọng là sự tương tác phải lần thông hai chiều. Không thể cứ gọi là thừa là cắt, nhưng cái gì nó cũng có giá trị, đặc biệt là người vợ mà Thiên Chúa đặt để bên cạnh chúng ta. Đó là một người giúp đỡ chúng ta. Mà một người giúp đỡ thường thường đó là khi chúng ta bị thiếu thì mới cần sự giúp đỡ đó. Và đôi khi chúng ta không biết chúng ta thiếu cái gì, nhưng Chúa biết. Chúa là đứng tạo dựng nên chúng ta. Ngài biết những người đàn ông của chúng ta thiếu cái gì. Thiếu lắm một người phụ nữ bên cạnh. Vậy có một số suy nghĩ như vậy về hôn nhân và gia đình, và trước một cái hiện tượng xã hội. Xin Thiên Chúa ban phước cho các bạn để có một đời sống hôn nhân mạnh mẽ, vững bền và được phước. Thế nhé, xin chào và hẹn gặp lại.